Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ, ngày 28 tây tháng 8 năm 2020. Ở Việt Nam hôm nay đã là ngày thứ bảy, ngày 29 tây tháng 8 thì trước hết, tôi muốn chúc các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ. Thì trong cái video này tôi muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ về một số những thông tin cũng như là một số những cảm nghĩ của thuận liên quan tới thị trường crypto ở thời điểm hiện tại và chúng ta cũng sẽ nói về một số những cái thị trường khác. Và các bạn thấy là tuần này đầu tuần thì thường đã chia sẻ với các bạn là cái thông tin mà mọi người đang trông chờ đó chính là những lời phát biểu được đưa ra từ cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ. Thì các bạn thấy được là cuối cùng thì ngày hôm qua ngày thứ năm thì chúng ta cũng đã nghe được chính miệng của chủ tịch Trump Howell nói về cái vấn đề liên quan tới phần trăm lạm phát. Tại vì các bạn thấy được là ai thì mong đợi là Fed sẽ đưa ra cái thông báo chính thức là cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ cũng như là Fed sẽ cho phần trăm lạm phát tăng lên hơn cái mức ứng định là 2% và cuối cùng các bạn cũng đã biết đây là điều đã được chia sẻ bởi Fed có nghĩa là cục dự trữ của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bơm tiền vào trong thị trường hỗ trợ thị trường tín dụng và tiếp tục giữ lại suất thấp trong vòng vài năm tới đây và những thông tin này thường đã chia sẻ chi tiết hơn trong video ngày hôm qua cái video là 6 trên 85 nhưng mà nào mà chưa xem video này thì hãy dành thời gian để mà xem để hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại thì các bạn thấy được là từ khi mà chúng ta nhận được thông tin đó, từ ngày hôm qua cho tới bây giờ thì những gì đã xảy ra thì các bạn sẽ thấy là chúng ta nhìn vào chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ thì chỉ số Dow Jones các bạn thấy đã tăng lên 0.57% và hôm qua các bạn thấy được tất cả thị trường khi mà fed đưa ra thông báo thì các bạn thấy được là chỉ số của những thị trường chứng khoán của hoa kỳ đã tăng vọt lên trong lúc đó nhưng mà lại bị đi trở xuống và đi cái mức là kết thúc ngày hôm qua là không phải là cái đỉnh và các bạn thấy được là vàng cũng tương tự và btc cũng tương tự thì các bạn thấy hôm nay thì lại khác hôm nay chúng ta nhìn vào những chỉ số chứng khoán thì dow jones lại tăng ngược trở lên và coi như đã xóa đi những cái phần trăm lỗ của năm nay và các bạn thấy là dow jones bây giờ đã có cái phần trăm lời và S&P 500 hôm nay đã tăng 0,67% và đã qua khỏi cái mức là 3.500 điểm lần đầu tiên các bạn thấy là S&P 500 lại phá đến cũ lập đỉnh mới và chúng ta thấy là Nasdaq hôm nay cũng đã tăng 0,6% cũng như là chứng khoán của Hoa Kỳ đã phản ứng rất là tốt đối với việc là Fed tiếp tục ủng hộ thị trường bằng cách là bơm tiền vào trong thị trường và giữ lãi suất thấp điều này đương nhiên là tốt cho nền kinh tế trong cái cách nhìn của những nhà đầu tư cho nên cho bạn thấy được là những nhà đầu tư đã tiếp tục có lòng tin vào cái sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán và các bạn cũng đã biết là chứng khoán và nền kinh tế là hai cái khác nhau Chứng khoán bây giờ các bạn thấy là liên tục phá đến mới nhưng mà nền kinh tế thì lại không hồi phục như là nhiều người mong đợi Vàng thì cũng tương tự các bạn ấy đưa ra vàng ngày hôm qua Thì cũng có sự tăng vọt khi mà Fed đưa ra thông báo là sẽ cho phần trăm lạm phát tăng lên nhưng mà cuối cùng thì các bạn thấy được là vàng cũng đã đi ngược trở xuống nhưng mà hôm nay đã tăng lên 2% Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào thị trường crypto thì như thế nào các bạn thấy được là thị trường crypto ngày hôm nay thì cũng có rất nhiều những cái màu xanh nhưng mà các bạn sẽ thấy được là không tăng trưởng mạnh như là nhiều người mong đợi khi mà Fed đưa ra một cái thông tin lớn như vậy thì BTC hôm nay chỉ tăng có 0,95% và ở cái mức là 11.481 Ethereum thì tăng 1,76% vẫn là dưới 400 đô XRP cũng vậy các bạn thấy là chỉ tăng có 2,44% và một số những đồng khác cũng có cái sự tăng trưởng mặc dù là khi mà các bạn lên trên những trang web bây giờ thì các bạn sẽ thấy được là có rất nhiều những thông tin tốt liên quan tới giá cả của Crypto, nhất là liên quan tới lại BTC Nhưng mà thấy được là hôm nay thì chúng ta nhận được những cái thông tin liên quan tới là anh em đôi Winklevoss, chủ của sàn Gemini à, đã nói là tin tưởng là Bitcoin sẽ đạt được cái mức là 500.000 đô à, Trong thời gian tới đây đương nhiên không xác nhận là bao nhiêu năm nhưng mà nói là khả năng là sẽ lên tới con số đó, tại sao? Tại vì những cái chiến lược được đưa ra bởi cục dự trữ man của Hoa Kỳ sẽ khiến cho đồng đô la mất giá và khi chúng ta nhìn vào những cái loại tài sản mà có thể lưu trữ giá trị lâu dài thì anh em xin nói Winkovas chỉ tin tưởng vào BTC nhưng mà không tin tưởng vào vàng hay là những cái loại tài sản khác thì các bạn thấy là khi mà chúng ta nói tới những cái chuẩn đón giá của Bitcoin thì các bạn thấy là sẽ rất là ngộ một cái là trong thị trường Bitcoin này thì khi mà chuẩn đón giá thì các bạn thấy là một là một người nào đó sẽ có một cái suy nghĩ cực kỳ tiêu cực có nghĩa là sẽ nghĩ là giá BTC sẽ ở cái mức là khoảng chừng là 3 đô, 1.000 đô nhưng mà một người khác lại có cái suy nghĩ là rất là lạc quan về thị trường này sẽ nghĩ là giá BTC sẽ là 500 ngàn hay là thậm chí một triệu chứ bạn thấy là ít ai mà chuẩn đón giá Bitcoin mà ở cái mức mà có thể cảm thấy được là chấp nhận giống như là khoảng chừng 30 ngàn hay là 40 ngàn rất ít ai nói về những cái chuẩn đón giá đó ai cũng nói là một là lên một triệu đô la còn hai là đi xuống chỉ còn có 1 ngàn đô la nhưng mà để cho chúng ta thấy được cái sự công bằng hơn thì tuy là các bạn thấy là những cái thị trường khác có sự tăng trưởng nhưng mà khi chúng ta nhìn vào từ đầu năm cho tới bây giờ thì các bạn thấy được là chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ là S&P 500 đã tăng lên 8,58% từ đầu năm cho tới bây giờ chỉ số Dow Jones thì chỉ tăng có 0,4% chỉ số Nasdaq tăng nhiều nhất trong ba chỉ số này là tăng 30,35% vàng thì tăng 26,82% nghĩa là từ đầu năm tới bây giờ vàng còn không tăng mạnh bằng chỉ số Nasdaq chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ Nasdaq nhưng mà Bitcoin các bạn thấy là từ đầu năm cho tới bây giờ vẫn là một cái thị trường mà có sự tăng trưởng nhiều nhất khi chúng ta so sánh với lại những cái thị trường chứng khoán và vàng. Các bạn thấy được là Bitcoin tăng trưởng lên tới 59,66%. Cho nên các bạn thấy được là tuy chúng ta không có nhận được những cái sự tăng giá mạnh sau khi mà Fed đưa ra cái thông tin liên quan tới lạm phát ngày hôm qua, những thị trường khác đã có sự phản ứng mạnh hơn. Nhưng mà Bitcoin trên căn bản đã có cái sự tăng trưởng rất là mạnh từ đầu năm cho tới bây giờ mà ngoại trừ con ra các bạn thấy được là những cái altcoin tăng trưởng còn mạnh hơn nữa. Các bạn thấy được là trăm này là tăng trưởng từ đầu năm cho tới bây giờ. Nhưng mà khi mà chúng ta chỉ nhìn riêng vào những cái altcoin thì các bạn thấy được là nhiều altcoin trong vòng tháng 7 thôi. Đây là thống kê của CoinDesk hồi tháng 7 thì các bạn thấy được là link đã tăng lên tới 70%, Ethereum đã tăng lên 53%, XRP đã tăng lên 48%, Bitcoin SB 45% các bạn thấy được rất nhiều những cái altcoin có sự tăng trưởng rất là mạnh trong vòng chỉ có một tháng đó chính là tháng 7 trong khi mà Bitcoin chỉ tăng có 24% hồi tháng 7 mới đây. Khi mà chúng ta nhìn vào giá của Bitcoin các bạn thấy là bây giờ đã là 11.400 đô thì có thể là nhiều bạn không có nghĩ tới là tình hình chúng ta đang ở bây giờ là một tình hình rất là đặc biệt Tại sao thầy nói như vậy? Tại vì chúng ta nhìn vào cái bản thống kê này Thường đã chia sẻ trên những cái mạng xã hội thì các bạn sẽ thấy được Là bản thống kê này là tính là cái giá của BTC Hơn 10.000 đô liên tục bao nhiêu ngày Thì các bạn thấy được là ở cái thời kỳ hiện tại Chúng ta đã có cái giá trên 10.000 đô liên tục 31 ngày bắt đầu từ ngày 27 tây tháng 7 năm 2020 Thì các bạn thấy được là tuy là các bạn có thể nói là Bitcoin bây giờ là 11.000 hay là 10.000 nhưng mà thật ra trong lịch sử của BTC các bạn thấy là đầu tiên điều thứ nhất thì muốn chia sẻ với các bạn thì đầu tiên điều thứ nhất thì muốn chia sẻ với các bạn là trong lịch sử của Bitcoin các bạn thấy được là có là 11 năm nhưng mà cái số lượng ngày cái số lượng ngày mà giá BTC trên 10.000 đô các bạn sẽ thấy được là rất là ít chúng ta tính hết những ngày này các bạn thấy chỉ có 183 ngày có nghĩa là trong 11 năm qua giá của BTC trên 10.000 đô chỉ có 183 ngày có nghĩa là khoảng chừng là 6 tháng mà thôi trong vòng 11 năm qua cho nên cái thời kỳ mà chúng ta đang ở hiện tại cái giá hiện tại 11.400 đô là một cái giá rất là đặc biệt tại vì trong lịch sử của BTC cái giá này chỉ có trong khoảng thời gian rất là ngắn cho nên chúng ta không có nhiều cái thông tin liên quan tới cái giá của BTC hơn 10.000 đô cho nên mỗi một lần mà Bitcoin lên 10.000 đô thì nhiều người lại rất là cảm thấy hào hứng tại vì chúng ta đã bước vào một cái thời kỳ mà ít khi chúng ta thấy được và các bạn thấy được là cái thời kỳ hiện tại là 31 ngày liên tục giá BTC hơn 10.000 đô thì chúng ta thấy chỉ thua năm 2017 hồi tháng 11 là 63 ngày liên tục nghĩa là cái thời điểm bây giờ là thời điểm thứ nhì mà chúng ta có được giá cả BTC lên trên 10.000 đô liên tục ở thời gian lâu như vậy những cái đợt khác mình thấy là không có nhiều như là các bạn thấy là những năm 2018 thì có hai đợt nhưng mà chỉ trên 10.000 đô có 9 ngày à, năm 2019 cũng có 3 đợt nhưng mà mình thấy được là lên trên 10.000 đô không tới 30 ngày nhưng mà lại bị trả cho xuống cho nên đợt này đợt lâu nhất và các bạn thấy được là nhiều người thì tin tưởng là chúng ta có thể là không còn thấy được giá BTC xuống dưới 10.000 đô nữa các bạn thấy như thế nào các bạn comment ở phía dưới tại vì thùng sẽ chia sẻ với các bạn một cái thông tin liên quan tới một nhà phân tích giá cũng à, rất là nổi tiếng đó chính là Willy Woo à, mà thì nghĩ là trong thời gian tới đây chúng ta có thể là có một đợt xuống giá tiếp tục và có thể là xuống dưới 10.000 đô nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì các bạn thấy là willywoo là một người mà chúng ta cũng đã thường hay nói tới ở trên cái channel này là một người mà phân tích giá cả nhưng mà dùng những cái công cụ rất là đặc biệt đó chính là dùng những cái tài liệu trên mạng lớp blockchain các bạn thấy là thường thì người ta phân tích kỹ thuật người ta sẽ sử dụng biểu đồ giá để mà phân tích nhưng mà willywoo thì lại thích sử dụng những cái biểu đồ liên quan tới mạng lớp blockchain như là bao nhiêu ví bây giờ giữ bao nhiêu đồng btc đồng BTC di chuyển như thế nào để mà coi coi là tình hình kế tiếp sẽ ra sao giá cả thì có cái cơ hội đi xuống hay là đi lên và một điều các bạn cần nên biết là Willy Wu là một người mà rất là tin tưởng về giá cả tương lai của Bitcoin các bạn thấy đã nhiều lần Willy Wu lên tiếng nói là Bitcoin trong cái đợt tăng trưởng kế tiếp này là chắc chắn là sẽ phá 100.000 đô sẽ lên tới 135.000 đô đương nhiên đây chỉ là những gì mà thường chia sẻ từ Willy Woo. Sau khi các bạn nghe xong bài chia sẻ này các bạn hãy comment phía dưới coi coi là các bạn nghĩ sao về cái chia sẻ của Willy Woo. Thì Willy Woo đã nói gì các bạn thấy được đây là một bài chia sẻ mà rất là nổi tiếng, được nhiều bài báo nói tới và được chia sẻ cách đây là chỉ có là 3 ngày ngày 25 tây tháng 8. Thì Willy Woo nói là trong cái tình hình nói chung thì Willy Woo vẫn cảm thấy được là Bitcoin được hỗ trợ rất là nhiều. Bitcoin có rất là nhiều những cái tin tức tốt các bạn thấy được là có rất nhiều những công ty đã từ từ tham gia vào đầu tư Bitcoin các bạn nhận được những công ty bây giờ là nhiều khi là họ sử dụng cái số tiền mà dự trữ họ mua Bitcoin để mà dự trữ chứ không dự trữ những loại tài sản khác hay là các bạn nhận được những cái thông tin tốt liên quan tới là có nhà đầu tư này nhà đầu tư kia tham gia vào thiền Bitcoin và càng ngày các bạn thấy được là hệ sinh thái Bitcoin càng phát triển thì nói chung Willy Woo vẫn rất tin tưởng vào tương lai của Bitcoin nhưng mà trong thời gian ngắn hạn thì có một cái gì đó không đúng để thường chia sẻ với các bạn là Willy Wu nhìn vào những cái đồng mà được di chuyển trên mạng lưới của BTC thì Willy Wu nói là khi mà chúng ta thấy Bitcoin di chuyển càng nhiều thì có thể là càng có cái dấu hiệu là Bitcoin sẽ có cái đợt xuống giá tại vì Willy Wu thì nghĩ là nếu như mà người ta tin tưởng là Bitcoin sẽ tăng giá thì cái sự di chuyển Bitcoin có nghĩa là cái khối lượng di chuyển Bitcoin trên mạng lưới sẽ không có nhiều tại vì người ta sẽ mua xong rồi để yên một chỗ để cho người ta chờ giá lên nhưng mà khi mà chúng ta thấy có nhiều cái sự di chuyển Bitcoin trên mạng lưới thì có thể là một dấu hiệu cho thấy là giá có thể đi xuống và các bạn cũng đã thấy là khi mà Willy Woo nhìn vào những cái tài liệu như là sàn Bitstem thì những đợt trước đây khi mà chúng ta có cái sự di chuyển Bitcoin nhiều như vậy nhất là từ những cái ví của sàn thì chúng ta sẽ thấy là sẽ có một cái cơ hội là giá có đi xuống và Willy Woo nói là khi mà chúng ta nhìn vào tình hình bây giờ thì trong vòng khoảng chừng là hai tuần tới các bạn thấy được là cái thuyết này được chia sẻ là ngày 25 tây hai tuần có nghĩa là các bạn thấy là hai tuần sau có nghĩa là khoảng chừng là ngày 10 tây cho đến ngày 14 tây tháng 9 trong vòng là hai tuần tới đây thì Willy Woo nghĩ là chúng ta có thể thấy được là giá của BTC sẽ có cái sự đi xuống nhưng mà điều quan trọng hơn Willy Woo muốn nói là khi mà giá BTC đi xuống thì đợt này Willy Woo nghĩ là giá altcoin cũng sẽ không có tránh khỏi cái sự đi xuống mà sẽ đi xuống cùng với lại BTC cho nên nếu như mà những bài nào mà lưu trữ những cái altcoin mà đang trade thì cần phải lưu ý vấn đề này đây chính là điều mà được chia sẻ Willy Woo trong vòng 2 tuần tới đây à, Willy Woo tin tưởng là sẽ có cái đợt xuống giá thì xuống giá như thế nào. Nhưng mà chúng ta nhìn vào cái tài liệu trên màn hình thì cái kênh giá cả này William nghĩ là sẽ không có giữ chân được BTC. Nếu như mà Bitcoin xuống giá thì có thể là xuống tới cái mức là 10.900 đô. Đây là một cái dùng hỗ trợ mà William tin tưởng có thể giữ chân được. Nếu như mà cái dùng hỗ trợ 10.900 đô mà không giữ chân được giá của BTC thì giá của BTC sẽ đi xuống dưới cái mức là khoảng chừng 9.700 đô đó chính là cái lỗ hỏng của cme cái sàn à, giao dịch cme mà chúng ta thường hay nói tới thì có thể nhiều bạn không hiểu là lỗ hỏng 9.700$ đô của cme là gì thì khi mà chúng ta nhìn vào giao dịch à, hợp đồng tương lai trên sàn cme là một cái sàn rất nổi tiếng ở hoa kỳ mà rất nhiều những nhà đầu tư lớn giao dịch đây là một cái sàn mà không có bitcoin thực sự sàn này là chỉ giao dịch à, những cái giấy tờ bitcoin mà thôi có nghĩa là bitcoin giao dịch thông qua giấy tờ và người thắng và người thua thì họ sẽ chung với nhà bằng tiền chứ không phải là btc thì cái sàn này có một cái đặc biệt so với lại những cái sàn bịt không thông thường đó chính là đây là một cái sàn mà hoạt động theo cái giờ hành chánh có nghĩa là các bạn thấy được là sẽ hoạt động nhưng mà tới cuối tuần thì sẽ đóng cửa và đầu tuần lại mở cửa trở lại và có nghĩa là thứ sáu đóng cửa chủ nhật mở cửa trở lại và khi mà cái giá đóng và cái giá mở có một cái sự chênh lệch thì đó gọi là lỗ hỏng CME và nhiều người đã nhận ra được là mỗi lần mà có lỗ hỏng CME thì giá cả của Bitcoin sẽ trả trở về để mà lắp lại lỗ hỏng đó trước khi mà đi tiếp tục. Bây giờ chúng ta có một cái lỗ hỏng ở 9.700 đô. Đây là lý do tại sao mà nhiều người nói là lỗ hỏng 9.700 đô vẫn chưa được lắp lại cho nên BTC sẽ không có được tăng trưởng kế tiếp. Tuy nhiên cái vấn đề này là nhiều bạn có thể tin, nhiều bạn có thể không tin. Tại vì nhiều người nói là BTC đã có mặt 11 năm sàn CME chỉ mới có mặt từ năm 2017 Thì làm sao mà những cái lỗ hỏng của sàn CB có thể giải thích được cái giá cả của BTC được Đây là một điều mà đang được tranh cãi hiện tại Nhưng mà Willy Woo cũng muốn chia sẻ vấn đề này ở trong cái thuyết này Thì như là Willy Woo đã nói là trong vòng 2-3 tuần tới đây Có nghĩa là các bạn thấy là từ thời điểm bây giờ cho đến khoảng chừng là giữa tháng 9 thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được là giá cả của btc có thể là đi xuống và phần trăm của btc lại tăng lên có nghĩa là willi woo nghĩ là giá cả xuống thì All Coin cũng đi xuống theo khiến cho phần trăm của btc tăng lên và khi mà chúng ta nói tới phần trăm của btc đó chính là phần trăm vốn hóa của btc sẽ tăng lên tại vì All Coin đi xuống sẽ nhiều hơn là bitcoin khi mà chúng ta tính theo phần trăm thì đây là những gì mà willi woo đã chia sẻ trong cái thuyết này thì đối với thuận thời gian ngắn hạn đương nhiên các bạn rất là khó đoán được các bạn thấy được là bất cứ một tài liệu gì thậm chí là không có tin tức thì giá BTC vẫn có thể tăng trưởng hay là đi xuống Chứ thật thực sự là không biết được là những cá vô nhĩ gì những cái mập nhĩ gì và tình hình thị trường như thế nào trong thời gian ngắn hạn nhưng mà trong thời gian dài hạn thì như thế nào các bạn thấy được là nhiều bạn thì cho là cái thông tin liên quan tới cục dự trữ của Hoa Kỳ sẽ dẫn đến việc là giá cả sẽ tăng lên. Thuận cũng là một những người mà tin tưởng là những cái hành động của Fed trong tương lai dài hạn sẽ ảnh hưởng rất tốt đối với BTC và thậm chí không chỉ là Bitcoin mà ảnh hưởng đến những loại tài sản khác như là vàng hay là bất động sản. Tại sao? Tại vì các bạn thấy được là giá cả của những loại tài sản này sẽ tăng lên đơn giản là tại vì đồng đô la mất giá. Các bạn cứ nghĩ đi, nếu như mà cứ in tiền hoài thì sớm muôn gì cũng sẽ dẫn đến là tiền bị mất giá và thậm chí ngay cả cục viên bang của Hoa Kỳ cũng đã đồng ý là phần trăm lạm phát sẽ cho phép tăng hơn cái mức ứng định là 2% thì nhiều bạn nói là BTC bây giờ vẫn chưa có chứng minh được là Bitcoin là một cái loại tài sản như là vàng Như là một cái vàng điện tử Thuận thì đồng ý với vấn đề này chúng ta vẫn còn quá sớm Tuy là Thuận tin tưởng là Bitcoin có thể là trở thành một cái vàng điện tử Nhưng mà chúng ta vẫn chưa thấy được À, điều đó xảy ra các bạn thấy là trong vòng 11 năm qua khi mà Bitcoin ra đời cho tới bây giờ thì các bạn thấy là ngoại chỉ có đợt xuống giá mạnh tại vì đại dịch ra thì trong vòng 11 năm qua thì Bitcoin vẫn tăng trưởng trong lúc mà các bạn thấy là thị trường chứng khoán cũng tăng trưởng cho nên chúng ta chưa thấy được nếu như mà thị trường uh, tài chính mà có cái đợt đi xuống mạnh trong thời gian dài thì Bitcoin sẽ phản ứng như thế nào Chúng ta chưa thấy được điều đó và thậm chí bây giờ các bạn thấy là giá của cổ phiếu đã đạt đỉnh mới Nghĩa là chỉ đi xuống và lại đi chơi lên rất là nhanh uh, trong thời gian từ tháng 3 cho đến tháng 5 Nhưng mà một điều mà chúng ta biết chắc chắn đã xảy ra trong lịch sử của BTC đó chính là trong thời gian mà nền kinh tế phát triển trong thời gian mà thị trường tài chính nhất là thị trường chứng khoán phát triển thì giá của BTC cũng phát triển thì tại sao tại vì tôi nghĩ là BTC vẫn là một loại tài sản mà đối với nhiều người là một loại tài sản mà có cái tính nguy hiểm cao thì những loại tài sản mà có tính nguy hiểm cao như thì chúng ta nói tới là những cái công ty mà mới ra đời hay là cổ phiếu của những công ty công nghệ nhỏ những cái công ty mà bào chế thuốc thì những cái cổ phiếu đó là những loại cổ phiếu mà nhiều người cho là có cái độ nguy hiểm cao thì người ta chỉ đầu tư vào khi mà thị trường là một thị trường tốt có nghĩa là thị trường tốt thì dẫn tới những tài sản có cái mức độ nguy hiểm cao tăng lên thì cũng tương tự nhiều người tin tưởng là btc là một loại tài sản rất là nguy hiểm tại vì một loại tài sản quá mới và cũng không có đi theo một cái định luật nào thì điều này có nghĩa là gì điều này có nghĩa là khi mà chúng ta đang nằm ở trong một cái thời kỳ mà có thể nói là thời kỳ bong bóng lâu dài trong thị trường tài chính nói chung thì giá các cổ phiếu sẽ từ từ tăng lên và lại tiếp tục tăng lên khiến cho những người mà tham gia thị trường cổ phiếu ngày lại càng muốn có được lợi nhuận cao hơn và cao hơn và cao hơn cho đến một lúc nào đó các bạn thấy là họ đầu tư vào những cổ phiếu à lớn như là đầu tư vào công ty amazon apple tesla họ không còn có được cái sự lợi nhuận như là họ mong muốn giống như các bạn thấy được trước đây họ đầu tư vào những công ty mà ổn định hơn như là công ty Microsoft hay là họ đầu tư vào công ty Disney, công ty Coca-Cola nhưng mà trong thời kỳ mà chứng khoán tăng mạnh họ lại muốn đầu tư vào những cổ phiếu công nghệ để có cái lợi nhuận cao hơn nhưng mà tới một mức nào đó thì mình thấy được là họ lại muốn có lợi nhuận cao hơn và cao hơn nữa sẽ dẫn đến là những nhà đầu tư ngày lại cần dấn thân vào để mà đầu tư vào những cái loại tài sản có cái tính nguy hiểm cao hơn để có lợi nhuận cao hơn và bitcoin sẽ là một trong những cái loại tài sản mà nằm trong cái khối đó chứ không phải là vàng cho nên đối với thuận nếu như mà chúng ta nằm trong một cái thời kỳ bong bóng ở trong thị trường tài chính mà thường tin tưởng chúng ta đang nằm trong thời kỳ đó điều này cũng không có nghĩa là các bạn sẽ uh, sốt thị trường tại vì các bạn thấy được là các bạn sốt thị trường tài chính sốt thị trường chứng khoán thì các bạn có thể là gặp rất nhiều rắc rối khi mà chúng ta đối đầu với lời fed tại vì thường đã chia sẻ ở trên những mạng xã hội là có thể là tiền các bạn là có giới hạn nhưng mà tiền của fed không có giới hạn cho nên Fed có thể tiếp tục bơm tiền và có thể là bơm tiền vào trong thị trường giữ bong bóng này tiếp tục nở lên và nở lên trong thời gian rất là dài cho nên những ai mà sốt thị trường chứng khoán thì thường không khuyến khích cái vấn đề này các bạn thấy là trong lịch sử đã có rất nhiều người à, rất thông minh và sốt thị trường nhưng mà đã sốt quá sớm khiến cho họ đã thua và lỗ rất là nhiều tiền đối với thuận nếu như mà chúng ta tiếp tục thấy cái thị trường tài chính cứ tiếp tục được bơm lên thì BTC cũng sẽ được bơm đồng với thị trường tài chính tại vì đơn giản là nhiều nhà đầu tư sẽ muốn có được cái phần trăm lợi nhuận cao hơn và đây là những cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong video ngày hôm nay các bạn nghĩ sao về những điều này các bạn hãy comment ở phía dưới và như mà nào muốn theo dõi thuần capital trên những mạng xã hội các bạn hãy theo dõi bằng cách tập bấm vào có link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái thông tin như là link của Facebook của Telegram của Twitter hay là nếu như bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia một, một sàn giao dịch nào các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital như là các bạn có thể tham gia vào sàn margin FX tham gia vào sàn napex thông qua link của thùng Capital các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trade miễn phí hay là các bạn có thể tham gia vào sàn Bybit hay là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance thông qua link của thùng Capital các bạn sẽ được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi hay là các bạn có thể tham gia vào sàn Coinbase hay là ứng dụng BlockFi đương nhiên tham gia vào trading crypto thì sẽ có rất nhiều những cái nguy hiểm cho nên không phù hợp với những người nào mà không chấp nhận nguy hiểm cao cũng như là những người nào mà tham gia vào trading margin thì nguy hiểm lại càng cao hơn cho nên không phù hợp với những người nào mà không có kinh nghiệm trading và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn